Báo cáo quý vị, hiện tại đang là buổi sáng ở ngày 28 tháng 8 năm 2021 và hiện tại bên cơ sở đang đón bác Hoàng tại thị trấn Yên Lạc, và bác đang về ký duyệt một bộ bàn thờ gỗ hương đỏ Nam Phi. Trước mặt hình ảnh là bác khách hàng đây, bác đang xem mộc cái bộ sản phẩm này. Thì sau đây em sẽ giới thiệu chi tiết về cái bộ bàn thờ này. Bàn thờ này sử dụng chất liệu gỗ hương đỏ Nam Phi, có kích thước là bàn thờ dài 1m77 quý vị nhé. Đây là hình ảnh tổng thể của bộ sản phẩm đây, bao gồm một chiếc án gian này, một chiếc bàn cơm này, một bộ cuốn thư câu đối bằng chất liệu gỗ hương đỏ. Đó thì quý vị, đây là hình ảnh tổng thành sản phẩm này, tôi quay cho mọi người này. Đây với một bộ bàn thờ nhỏ này rất là nhỏ nhắn, xinh xắn và phù hợp với những không gian thờ có diện tích nhỏ. Chiếc bàn thờ này thì là sử dụng chất liệu gỗ hương đỏ và cái độc chạm theo mẫu là mẫu triện tàu lá sắt. Mẫu triện tàu lá sắt hay là còn mẫu triện như ý ấy, bàn thờ như ý đấy quý vị ạ. Đây, hình ảnh năm chú rơi. Năm chú rơi đang vắt trên những cái giải triện này. Bên trên là hình ảnh tùng, cũng như là bên này là tùng này, bên này là mai này. Đó, đây là hình ảnh sen cò này, sen cò này. Đây quý vị này. Còn bên trên cổ là có hình ảnh rồng hóa chầu cuốn thư. Đây, hình ảnh rồng hóa thành cây mai, chầu cuốn thư ở giữa đây. Đó. Phần gỗ rất là đẹp các bác nhé, phần gỗ rất là đẹp. Đây. Gỗ hương đỏ Nam Phi. Bàn thờ này, kích thước là ngang 1m77, cao 1m17, sâu là 87. Chiếc bàn cơm này có kích thước là 1m27, cao 47 và sâu 60 quý vị nhé. Có thể đút lùa vào trong được cái bàn thờ này được, đút lùa vào án gian được. Đó. Phía bên trên này là hình ảnh chiếc cuốn thư. Chiếc cuốn thư này có kích thước là bề ngang là 1m97, cao là 87. Cao là 97 quý vị nhé. Đây là cuốn thư mẫu này, là gọi là mẫu phượng hóa hay còn gọi là mẫu hồng trị, được đục chạm thủ công bằng tay. Chính giữa là ba chữ Đức Lưu Quang, ngoài ra thì bên xưởng còn nhận đục cái mẫu chữ này theo yêu cầu của khách hàng. Hai bên câu đối là hai bên câu đối phượng. Tôi sẽ lướt qua một chút về đường câu đối này. Đây, những sản phẩm này thì mai kia là bên xưởng là sẽ sơn son thiếp vàng vào những phần chữ này quý vị ạ. Sẽ sơn son thiếp vàng vào những phần chữ này nhé. Quý vị nào có nhu cầu mà, thì hãy liên hệ trực tiếp bên xưởng đồ gỗ Tùng 8 nhé. Cơ sở có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Có website là đồgỗtùng8.com. Đây là hình ảnh tổng thể một bộ bàn thờ gỗ hương đỏ Nam Phi. Kích thước nhỏ nhắn xinh xắn, phù hợp với không gian thờ nhỏ cho gia đình. Và sản phẩm này được bác Hoàng tại thị trấn Yên Lập đã chốt rồi. Quý vị nào có nhu cầu những sản phẩm khác thì vui lòng liên hệ với xưởng đồ gỗ Tùng 8. Xin chào mọi người.